Ví dụ như cô bảo này thì khi mà các em chạy lệnh ấy có lệnh rồi đấy, ví dụ cô này. Cô có cái file này rồi. Cho nên cô bảo các em phải lưu vào là thế. Thế vì, bởi vì vừa rồi như máy của cô ấy nó update lên cái version mới của hệ điều hành nên cái thằng cái bên sam cũ nó không còn phù hợp nữa cho nên phải được cài cái mới vừa rồi mới cài cái mới thì ví dụ như này cô lưu cái file sql rồi ebook shop đây đúng không bên này có đủ rồi bây giờ cô chỉ việc copy cái này sang cô chạy tại vì cô bị mất cô lại cài lại mới nó sẽ mất hết cả cái cái dữ liệu cũ rồi đấy xong luôn thế là xong đấy là cái lý do mà cô tại sao cô bắt các em phải phải lưu cái file vào nhá bởi vì hôm nay các em dùng mai nó có thể mất hoặc là đơn giản là các em cộng tác với cả những người trong nhóm đấy là cái thứ nhất tiếp theo này thế bây giờ xong rồi đấy tạo database xong rồi như vậy đầu tiên các em cần phải kết nối đến cơ sở dữ liệu tạo database đấy tạo database thì các em để ý nhá nhìn vào đây cho cô giới thiệu thêm cái này nữa user account tức là các cái tài khoản trên máy các em thì bình thường ấy các em để ý lúc nào nó cũng có một cái tài khoản mặc định là root Đấy, và cái password nó là trống. vì sao các em muốn tạo thêm tài khoản thì các em vào đây có thể tạo thêm tài khoản. Trong lệnh SQL với MySQL đều có lệnh tạo tài khoản cả nhá. Tạo tài khoản để nó có các quyền khác nhau. Đấy, ví dụ như là ông này có full quyền thì các em đến mà chạy sửa quyền thì nó ở đây. Đấy nhá. Như thế này này. Đấy, và để xem hoặc là thay đổi mật khẩu gì gì đó thì mặc định bao giờ nó cũng có cái tài khoản là root, password là không. Đấy. Password là trống. Để các em kết nối với đây ví dụ cô có cái bảng ebook store này. Cô có danh sách các cái cuốn sách ở đây à? Cô lấy ví dụ như thế này. Nhá. Đấy. <laughs> Rồi Các em nhìn đến bảng dữ liệu rồi Đấy thì ví dụ như cô bảo là trước khi mà các em test thì Các em thử test ở đây này Thì thường các em sẽ viết trước nhá em viết trước ở đây Viết trước ở đây là viết viết cái gì Viết chữ viết book trước Sau đó ví dụ tên Thế thì nếu mà các em có thể quên chẳng hạn Thì các em đem mở cái column này index này Đấy ví dụ như là bây giờ là gì Auto Đấy Đúng không Sau đó nữa là gì Book ID Đấy ví dụ thế Ví dụ thế chỗ này cô đang để tiếng việt nên tự nó gợi ý ra nó sai book id rồi, sau đó skill go. Thế thôi, xảy ra dữ liệu này. Sơ so query box này. Đấy. Ví dụ cô chọn là ebook store này. Export thử này. Export. Yes. Đây. Đấy. Just. Đấy. Các em có nhìn thấy cô với export không? Nhìn thấy không? có nhìn thấy cô ít mốt không nói đi có ừ, đợi cô một tí nhá để cô cô dừng cái rig à sau xe sau chưa được quên đợi cô một xíu Ok, sorry các em, à, vừa cô có cuộc điện thoại ừ, Rồi, thế cô hỏi này Thế là biết cách export chưa? Vừa cô nhìn thấy bọn em thấy export nó ra file SQL Đây mở, nhìn thấy file SQL chưa? Đây này, nó giống như cái file Nhìn cái cái file file gì, nó win của các em chưa? Đấy Thế xong rồi bây giờ sang cái đứa nào Một là lấy cái file này chạy, hai là vào đây này Import nó vào, chọn đến cái file đấy là xong Nhá, đấy thì cái export import vừa rồi Cô chưa demo được ấy, thì, thì bây giờ Cho các em thấy rồi đấy, nhá thì tóm lại là chuẩn bị dữ liệu nó có thế thì để ý là nếu mà muốn lấy cả dữ liệu đi thì là export mà import đấy còn nếu mà mình viết truy vấn thì ở đây đấy còn mình lưu lại cho cô như này đấy. rồi tiếp theo này Thì bây giờ có dữ liệu rồi biết cách select rồi thì bây giờ làm sao để kết nối được đấy thì ở trong cái bài cô có hướng dẫn rồi đấy, thì bây giờ bắt đầu từ cái ví dụ đơn giản nhá thế bây giờ cô hỏi các em là thì khi mà mình vào cái thằng SQL Server ấy thì các em làm gì nhớ lại cái màn hình mở cái SQL Server ra không làm gì làm gì để kết nối đến cơ sở dữ liệu nhỉ hoặc là kể cả data grid thế thì làm gì về đầu tiên là các em chọn cái gì đấy chọn cái gì nhớ không hả thế về chọn database đúng không xong nhập username là gì có nhập username không có ờ username là gì nhớ không? Username là cái trang cái muốn nó sẽ là SA <laughs> hoặc là nó là cái window authentication thì điều đấy có nghĩa là gì điều đấy có nghĩa là khi mà các em hay là kể cả như các em vào BSB mà admin bản thân là các em đang login vào tài khoản root tài khoản root là tài khoản gốc ấy. đấy thì 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 có nghĩa là gì em phải login vào một cái tài khoản sau đó thì các em mới có cái quyền để 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 kết nối đến cơ sở dữ liệu như kiểu mình show đấy như này này thế thì cái việc login đấy nó ở đâu nó ở đâu trong toàn bộ cái hành trình của mình thì các em để ý như cốt của mình đây nhá các em nhớ là mình phải có là gì add file ra và thì các em biết rồi đúng không add file ra và thì làm cách nào tức là có dữ liệu rồi thì bây giờ phải có thư viện thế thì thư viện để kết nối cơ sở dữ liệu thì tùy từng loại cơ sở dữ liệu khác nhau nó sẽ khác nhau thì ví dụ thằng này này bây giờ muốn kết nối đến cơ sở dữ liệu thì các em vào gì IntelliJ đúng không preference đúng không xong làm sao nữa vào đâu để ép thư viện nhỉ rồi à, hả vào đâu đây này rồi gì gì nữa và phần nào Reflector uh, Re file file setting đúng không có cái phần setting đúng không vâng sau rồi gì nữa add vào đúng không vâng file này Re project project gì structs đúng không structs đúng đúng ạ ờ project structs thế thì project structs này các em add vào đâu vào module nhá đấy vâng và library nhá. Và module đúng không? Chọn module cái dependencies. Dependencies đúng không? Đấy thì nó có cái này vâng. rồi là ok đúng không? Thì các em lưu ý cho cô như thế vâng. nhá. Có nghĩa là có nghĩa là sau khi này bước một này, các em phải có cơ sở dữ liệu. Đấy, dữ liệu thì các em phải có dữ liệu, dữ liệu để insert như thế nào thì các cái lệnh mình sẽ xem. Đây ví dụ như này chẳng hạn. Ừ. Rồi thì có dữ liệu rồi. Thế xong bây giờ mình sẽ xem là à nếu mà có dữ liệu thì cần phải có cơ sở có cái gọi là có thư viện để kết nối đến cơ sở dữ liệu thì tùy vào loại cơ sở dữ liệu khác nhau hôm nay các em dùng MySQL nhưng về sau các em có thể dùng Postgre rồi uh, rồi các em dùng SQL Server rồi các em dùng các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác ừ. thế thì lúc đó các em sẽ dùng các bộ thư viện khác trong trường hợp này các em đang dùng MySQL thì các em dùng bộ MySQL Connector thế xong add vào thôi chọn đến cái thư viện đấy add ra rồi chọn đến thư viện đấy xong là, là xong nhá thế sau đó add vào đây ok rồi như vậy lại có thư viện ở thư viện cho mình chạy lệnh thôi bây giờ đầu tiên là cái như bài trong cái video demo của cô thì có cái connect đúng không bây giờ cô đóng cái cửa sổ khác lại nhá close tab này sau đó demo select ở đây connection bây giờ chọn đúng không chọn lại ở đây cũng được hoặc là kích chuột phải vào đây cũng được đấy, run connection ở đây Ctrl shift r run rồi connection đấy. thì cái connection này này nó có thể bị đai bị chết kết nối thì thường là những cái lỗi nào nhỉ các em bị không kết nối được là do do những cái lỗi gì kể tên con ra nào <laughs> đây nó kết nối thành công rồi đúng không Nếu không kết nối được thì thì ví dụ như nào ví dụ nhá cô lấy này rút một ok à, cô chạy hướng dẫn nhá cô hướng dẫn các em cách chạy đi bước này đặt break bar vào đây hoặc là đoạn này mà có lỗi nhá đặt break bar vào đây đặt break bar là kích chuột vào đây này kích chuột vào đây để cho nó ra đỏ nhá xong kích vào con bọ cho cô cái này cô đừng hướng dẫn từ trước rồi đấy bây giờ hướng dẫn lại nhá Rồi cái môn một là có rồi đấy nhưng mà bởi vì đấy là khi mà các em kết nối nó rất là bị lỗi lỗi ở đâu thì mình biết đến đấy bây giờ từng để xem từng bước một này nhìn nhá chạy về đây này hoặc là ấn F8 để step over đi qua từng bước một một ông um. các em nhìn để ý bên cạnh giá trị thay đổi này đi tiếp tiếp đấy, à, chạy tiếp connection bây giờ chỗ này đang null nhá bắt đầu có thư viện này đi tiếp nó đi đến dòng từng dòng một đấy đến dòng này sau dòng này bắt đầu nó sẽ in ra dòng gdbc driver register ta đăng ký xong đến là connected demo gdbc kết nối application running đấy. return rồi đến đây tiếp tục đấy nó chạy đến như này chạy vnbg này rồi nội dung ở đây này socket này chỗ này thì mới chỉ demo đến kết nối thôi để mô đến kết nối thôi thì là nó dài cổng Đấy. <laughs> bây giờ nhá cái ví dụ này chỉ để mô là nếu mà nó kết nó có thể gọi là gì nhỉ gọi được đến cái thư viện này thì nó sẽ in ra dòng là gọi là connection mysql driver register Đấy, thì còn nếu mà kết nối được đến hay không nó có thể có chữ localhost hot đây này Localhost hot bsb mysmin à, thì mình có thể xem cái phần kết nối của mình nhá. rồi chạy lại. nếu mà chạy với cả nút lệnh kia ấy, thì nó sẽ không có gì cả. bây giờ mình đến đây là mình thấy à, nó sao nó không in ra cái dòng này nhỉ? đấy, nó không in ra dòng này. nó phải là connection done nhé. đấy, mình mong muốn là cái dòng này mà, dòng này là ok đăng ký thư viện rồi. thế thì mình làm sao để mình biết được lỗi đấy? thì cô hướng dẫn lại nhá, từng bước một này. cách vào chỗ này để có cái break out ở đây. rồi, sau đó đi vào từ thằng này, step over xem over các em nhìn để ý này cái variable này sẽ thay đổi nhá các em cần phải biết cách đi bắc đấy đi làm à cốt người ta rất là nhiều đọc đưa cho mình cả mấy nghìn dòng cốt đi cả một cái dự án to mình không đi thì mình không biết lần cốt đâu để mà sửa Connection nó đang bị null get này rồi running Null rồi đấy bây giờ mình sửa lại không phải là root một nữa cô để là root run run Đấy. Không được. À, cái này nghi có vẻ khả nghi. Ví dụ cô biết local host. Cô đang cho các em thấy là nó có thể có những lỗi gì nhá Rõ ràng là local host kia cô chạy rồi. Database cô để trên BFB máy admin rồi. Đấy. Đan, 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 đan. Clow được. Đấy. Tại sao nhá Cô Ctrl Z này. Nhìn, các em có biết cái địa chỉ mà cô vừa gõ lên cái này là cái gì không? Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ? Có ai biết không? Có biết địa đâu? chỉ IP ạ à? Ừ đúng rồi địa chỉ IP Cứ như là nhá Có lúc mà bây giờ các em trên máy code của các em Thì các em có thể dùng theo tên domain Có nhưng mà có những lúc mà các em sẽ dùng theo địa chỉ IP Nếu mà địa chỉ IP trên máy mình Các em có biết là mấy không nhỉ Mặc định máy của các em ý 1 2 7 Chấm 0 Chấm 0 Chấm 1 Chạy nha Ok nhầm một dấu phẩy rồi đấy vừa nãy để cái đã dấu chấm thành dấu phẩy là nó lỗi đấy đấy thì tóm lại là cái này demo những cái gì thứ nhất uh, cái username mà mình login vào nó phải đúng password phải đúng trong trường hợp này password nó đang để chấm đấy cái địa chỉ của mình truy cập đến nó phải đúng thì địa chỉ nó đúng ở đâu thì các em đơn giản là các em kiểm tra vào đây này localhost hay gì gì đó hoặc là về sau các em địa chỉ IP ở đây hoặc một cái domain khác một cái tên khác đấy Thứ nhất nhá, để kết nối đến cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đăng ký cái thư viện. Thứ hai, chúng ta tạo ra một cái connection. Cái connection này nó giống như là việc là các em mở cái SQL Server Manager ra. Các em chọn đến cái cái local host hay là đến một cái địa chỉ IP ở đấy thì cái chỗ này là chọn đến địa chỉ IP đấy hoặc là local host đấy. Đấy, sau đó các em phải nhập username thì đoạn này chính là nhập username. Cái này là nhập password thì có nghĩa là đây là đăng nhập mật khẩu đấy thì có nó tái hiện lại cái dòng code này dòng code này chính là kết nối vào cơ sở dữ liệu giống như bọn em vào grip. các em chọn đến Database, Localhost gì gì đó nhá. Với Login thì đoạn này là kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thế xong nó báo là kết nối đăng thôi. Đấy, còn nếu mà không thì nó sẽ thông báo lỗi ở đây. Rồi nhớ là khi kết nối xong thì chúng ta cần đóng kết nối. Giống như các em mở một cái cổng ra ấy, đấy thì các em cần phải đóng cổng lại. Bởi vì nếu mà không đóng cổng lại ấy, thì các em biết điều gì nó diễn ra nhỉ các em mở một cái tài nguyên ra có các em khai báo một cái biến mà các em không dùng đến biến đấy, đấy nữa thì nó lãng phí tài nguyên thì giống như này cũng thế nhá các em là có cái lệnh là get connection có nghĩa là các em mở một cái cổng kết nối đến cơ sở dữ liệu các em cứ hình dung ấy cái cơ sở dữ liệu nó là một cái chỗ kho cái kho này có rất nhiều cái đường đến cái kho này thế nhưng mà số lượng đường đến cái kho đấy cái cổng đến cái kho đấy nó có hạn cho nên là mỗi lần mà các em mở cái cổng ra ấy sau khi dùng xong các em phải đóng lại đóng lại để làm gì để cho người khác còn dùng đấy đi ý cho cô như thế nhá cho nên là đoạn try catch này tại sao là tại sao lại là try catch đây bởi vì là try là nếu nếu mà có lỗi thì sẽ xử lý như thế nào thì nó sẽ rơi vào các cái cache đây là những cái lỗi mà không tìm thấy class này lỗi liên quan đến sql này và dù có lỗi hay không có lỗi thì nó sẽ đều rơi vào cái khối là finally tức là cuối cùng là kết thúc Đấy, à, là cuối cùng là kết thúc thì nó có ở đây nhá, connection này. Đấy, nếu mà khác null thì nó close. Đấy, còn nếu mà có null thì thôi. Đoạn này chỉ là demo đến kết nối thôi. Nhá, thì thì đấy là kết nối này. Tiếp theo này. Ờ, bây giờ mình lệnh select thử đúng không? À, mình chạy cái lệnh này nhá. Cái lệnh này thì kiểu gì nó cũng sẽ về sửa cái này thôi. localhost này. Rồi, ebook store mình có rồi. Đấy này là cô đang chạy vào file cũ demo select đây đấy dữ liệu đây đấy dữ liệu là như này cái dữ liệu như này là ở đâu ra thì bắt đầu cô hướng dẫn các bước nhá thì thứ nhất là mình phải có thư viện ok đồng ý có thư viện gọi gọi, gọi kết nối đến ở đây driver này get connection kết nối đến và lưu ý rằng là chỗ ebook store này có nghĩa là tên gì đây nhỉ các em nhỉ so với cái bài trước thì tên của thằng này là gì đấy tên gì đấy Tên gì cái? em? Tên của SQL ạ? Ờ không phải tên miền cái đâu. Tên chính xác nó là gì? Nói tên đúng chính xác cho cô nào. Tên của database. Đúng rồi, chính xác tên nó database cho cô nhá. Tức là nhá, cái localhost gì đó ba. Đây này, thì là như thế này. Cái localhost này là tên của cái server. 3306 là cái cổng mặc định kết nối đến server. Còn thằng ebook store là tên của database. Còn gdbc có nghĩa là gì? Cái thư viện của mình là dùng loại kết nối là gdbc. Còn MySQL có nghĩa là mình dùng cơ sở dữ liệu loại là MySQL. Đấy, name nha. Rồi, thế sau nào? Khi mà mình kết nối xong thì mình sẽ tạo ra được một connection. Cái hàm này sau khi thực hiện xong nó sẽ trả về cho mình một cái connection. Cái connection đây, connection con. Đấy, thì con này chấm gì? Create statement. Thì lệnh create statement có nghĩa là gì nhỉ? Create statement là gì các em? <laughs> là gì các em? Là gì nhỉ? Kết nối đến tạo ra một cái câu lệnh đúng không? Tạo ra một câu lệnh, câu lệnh này ví dụ là select title price qte from book. Đấy thì bây giờ cô sửa đi cho sai nhá. Lỗi các em hay gặp như này này. Đấy, sửa đi ông này. Sửa cho sai đi. Đấy, sai thì ra cái lỗi gì? Chạy lại. Đấy, lỗi này nhìn quen quen không? Table gì gì đó does not exist. Đấy. Thế thì có nghĩa là đơn giản là câu lệnh sai. Đấy thì để tránh những cái lỗi như này thì cô hướng dẫn rồi copy mấy cái lệnh này này đặt nó vào đây đặt nó vào đây 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 ông ơi đây đặt vào đây chạy đấy kiểu gì cũng biết thêm book s được không biết ngay đấy xong bắt đầu ok rồi đúng không bắt đầu lôi ông này về đặt vào đây Đấy là hạn chế trong trường hợp nó có lỗi đấy đặt vào đây đấy là xong rồi câu lệnh này ok đúng không Thế chạy lại nhá Rồi, ngon ngay. Đấy là một cái ví dụ. Hay là như này. Nó không sai tên bảng. Nó sai tên cột. Tại vì vừa rồi ấy, mình viết sai tên bảng nó báo là table does not exist. Bây giờ tên cột, title, thiếu chữ E. Thế thì nó báo như nào? Cái câu đấy rất quan trọng cho đời. Test. Đây này nó sẽ báo này. Đây này, nó báo là gì? ăn column gì gì đó. Đấy, tóm lại nó không hiểu cái cột này. Còn nếu mà mình sai tên bảng nó sẽ không hiểu bảng. Ấy thì cái đoạn này là gì? Cái câu lệnh này là 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 đây select thế nhưng mà các em sẽ thắc mắc là, quả cái chỗ này nó mới là một chuỗi mà thế tại sao tự nhiên lại nó gắn được câu select đoạn nào nó quyết định rằng đây là câu select nhỉ? Em có biết không? Đoạn này nó mới đang một chuỗi thôi mà rõ ràng đây nó bảo là một cái string string này có nội dung là gì select title price đây chỉ là một chuỗi thôi mà thế tại sao nó lại gắn được với kết nối này? Tại sao các em? Đoạn nào nổi để nó gắn đến kết nối đấy? Chỉ cho cô cái dòng code nào để để cái ông collection này này liên quan đến cây ông string select này nhìn thấy không dòng nào nhỉ dòng nào các em chọn đây là các em sẽ biết này nhìn thấy không nó được sử dụng ở những dòng bao nhiêu đây hai mươi chín hai mươi rồi này đấy thì rõ ràng là nhá mình sẽ nhìn này. à cái string select đây mới quyết định đây chỉ là một string thôi cái đoạn này chỉ có tác dụng là in ra đúng không cái đoạn này là đoạn quan trọng rồi đoạn này là gì t stmt stmt -t là cái gì -t, t là đây này đúng không đây là cái gì đây là cái lệnh cái lệnh này là cái lệnh nào cái lệnh này được tạo từ cái ông là bằng cái create statement connection đấy thì mình lần ngược lại nhá mình sẽ bắt đầu mình lần từ dưới lên này đầu tiên là mình hỏi là Ồ, oh, thế tại sao ông select này lại liên kết được với cả ông ông cơ sở dữ liệu kia? thì mình nhìn thấy là à nó sử dụng ở đây, sử dụng một lệnh này nhá cô hướng dẫn các em đọc code đấy. sử dụng một lệnh này thì có nghĩa là gì? thì cái này chỉ là một cái lệnh print out thôi, có nghĩa gì đâu mà kết nối? cái lệnh ở dưới này trông có vẻ khả nghi. cái thì thì là gì? à string select stmt stmt ông này ông này được tạo bằng cái dòng này dòng này thì cái connection này nó trên này thì có nghĩa là gì connection này cô nhắc lại và từ từ và rất chậm nhá connection này tạo ra một kết nối tới cơ sở dữ liệu này bằng tài khoản root và mật khẩu là rộng sau khi tạo xong thì nó sẽ thực hiện là create statement cái dòng create statement này nó tương đương với thao tác nào nhìn cô làm nhá tương đương với cái thao tác này này mở cái thằng SQL này ra viết lệnh ở đây này create statement có nghĩa là tôi tạo ra một cái lệnh để thao tác với cái database là ebook store. Tại sao phải là ebook store mà không phải là not -win hay là cái gì khác? Bởi vì đơn giản là gì? Bởi vì đơn giản là tôi chỉ định nó đây này. Thì tóm lại là ông này tạo ra một cái kết nối, ông này tạo ra một câu lệnh và chỗ này là mình thực thi câu lệnh. Thì còn nội dung câu lệnh là gì? Đấy thì mình nhìn có sự quen thuộc không? Cô bảo là gì? Cái dòng create statement nó tương đương với thao tác là các em mở cái SQL này ra ví dụ đang ở đây, các em mở ra cái mở này cái này đang trống nó đang trống như thế này thế khi mà các em chạy cái dòng lệnh là stmt chấm query sau đó là string select đúng không string select rồi string select là dòng này này thì nó tương đương với việc là các em viết cái dòng này vào ở đây đấy và các em xq như vậy các em hiểu nhá là sau cái dòng này sau cái dòng số 21 này này nó sẽ trả về một cái result set result set là gì là một tập hợp các bản ghi thế cái tập hợp bản ghi nó ở đâu nó ở đâu nhỉ thế bây giờ ví dụ trên tập hợp bản ghi đâu chính là đoạn này đúng không đấy nó trả về đoạn dữ liệu này đây chính là tập hợp bản ghi của các em đấy ông già này đồi gió hú này English Python này đúng không ví dụ thế đấy đây là tập hợp bản ghi đấy Thế đi nha nhắc lại này bước 1 là tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu Bước 2 là tạo câu lệnh. Bước 3 là bắt đầu mình thực hiện câu lệnh đấy. Thì thường là mình viết tách ra một chuỗi, sau đó mình execute. Và nhớ rằng là mình sẽ execute -query, query. Nhá, execute query. Sau đó nữa là mình sẽ lấy dữ liệu ra. Lấy dữ liệu thì mình sẽ có get x và column name. Thì đây là gì nhỉ các em nhỉ? x này là gì các em? Nó get string, get double, get in. Thì get này, x này là gì đấy? Là gì nhỉ? Tại sao chỗ này là get string? Tại sao chỗ này là get double? Tại sao chỗ này là get in mà không phải là get cái khác? Vì sao? Vì sao? Vì đây này, cái kiểu dữ liệu của nó đây này. Bởi vì trong database mình quy định kiểu nó như thế. Đây này, book ID, title, vacha, auto, vacha, cha là kiểu chuỗi mà. Đấy, cho số 5 này, in này. Đấy, cho nên là bây giờ mình bên code này này, mình sẽ ghép kiểu đấy nhá Nếu mà ghép chuỗi thì là ghép string, còn nếu mà ghép các số double, đấy, số thực, còn đây là ghép số nguyên. Thế như vậy là quay trở lại đoạn này này. Đến cái dòng số 21 này chúng ta có một tập hợp các bản ghi. Tập hợp các bản ghi nhá. Thế sau đó là gì? Chúng ta sẽ có row counts lại là đếm ra số lượng. Đấy, số lượng bản ghi. Thì số lượng bản ghi ban đầu mình gắn nó bằng 0. Thì tiếp theo các các cái RS thì cái RS này là gì? RS này chính là tập hợp bản ghi. Có nghĩa là sau khi mà các em chạy xong cái lệnh này này. À, đây, chúng ta có lệnh này đúng không? bây giờ nếu tái hiện lại cái việc cốt nó chạy xong lệnh này tương đương với thao tác này nó sẽ trả về một tập hợp bản ghi ở đây cái tập hợp bản ghi này nó sẽ có rất nhiều dòng thì mình duyệt qua từng dòng một đấy dòng cốt mình duyệt qua từng dòng một là next tức là đi từng dòng một đi từng dòng một nó sẽ duyệt qua từng nào? đây 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 thì cái cái hàm mà để nó duyệt ấy, nó là next tức là reset next có nghĩa là để duyệt qua từng dòng một và duyệt đến khi nào đến cái bản ghi cuối cùng thì thôi. Thế sau đó nó lấy giá trị của từng cột ra. Đấy, và rồi cuối cùng nó in ra kết quả. Đấy thế thôi nhá. Còn nếu mà có lỗi thì nó tries tries là trong trường hợp là có thể có lỗi. Đấy thì nó sẽ cache. Có nghĩa là gì? Nếu mà có lỗi, lỗi liên quan đến SQL thì nó sẽ in thông tin lỗi ra và cuối cùng nó báo là đây là đăng. Đấy. Ví dụ tiếp theo này các em có thể có lỗi à? Ví dụ title 1. Có thể là title 1. Đấy thì chạy đến đây kết nối này get string nhé sửa cái column label nó sai đi đấy thì nó báo này nó báo là column table từ một not found cái này các em sẽ hay gặp bởi vì là các em viết trong này nó không có gợi ý bởi vì nó không phải là sql nó không gợi ý đúng cái cái tên vì tên này thì nói là chuỗi thôi đấy thì nhắc lại để kết nối đến cơ sở dữ liệu có những bước sau thứ nhất là bước 1 tạo ra kết nối đương nhiên trước đó mình có phải có thư viện bước thứ hai là create statement tạo ra câu lệnh thứ nhất nha, nhớ cho cô từ khóa là get connection thứ hai là create statement thứ ba là để mà thực hiện truy vấn ví dụ như viết lệnh select sql query đấy là thứ ba còn tiếp theo là thứ tư là mình duyệt các bản ghi bằng cách là rs next đấy sau khi đấy đi, đi từng dòng một đây nó đi từng dòng một như thế này nó đi từng dòng một như thế này nó lấy ra cột title thì nó bằng cách là gì get đấy, từng dòng một đấy như rs next rs get string get tuple và mình đưa vào trong dấu ngoặc à vòng à đưa vào trong cái vòng lặp là y Đấy, sau đó mình in ra thôi, đoạn này là để in kết quả ra nhá. Và cuối cùng nó in ra xem là tổng số lượng bản ghi bao nhiêu trong trường này là tổng số lượng bản ghi là 16. Đấy thế thôi. Thế thì bây giờ mình chạy bằng cách khác để mình hiểu được cái lệnh nhá. Các em đặt đặt break boy vào đây này, cái chuột vào chỗ này này. Cái chuột vào cái chỗ chỗ nào, chỗ khoảng cách giữa đây về đây. Đấy, chỗ này. Các em đặt chạy với con bọ. Con bọ là con bắc đấy, bắc ấy. Rồi, các em chạy từng này. Nếu mà muốn đi sâu bên trong các em step into. Còn nếu mà các em qua từng bước một. Đấy, running demo các em nhìn nhá sau khi chạy xong này cái biến collection thay đổi đây bắt đầu nun database ebook store rồi Đấy, password rỗng đây tiếp tục đi tiếp đi tiếp bây giờ mình thu gọn cái này lại nhé tí nữa phải chạy thử lại cho cô cái này đấy bởi vì các em không biết được để ấy thì đến lúc các em đi làm nó sẽ rất là khó khăn bởi vì lỗi nhiều kể cả chẳng cần đi làm đâu ngay kể cả các em cốt dự án này cũng thế thôi cốt bài tập cũng thế thôi lỗi đâu mình phải biết gỡ lỗi gỡ lỗi mình phải đi từng dòng mình biết gỡ được đây cái statement này như vậy là qua cái dòng này rồi thì cho nên là cái chuỗi select nó được hình thành ở đây này chuỗi select nó được hình thành ở đây đấy tiếp theo các cái biến đây là các biến đi đến Outbridge. Các em nhìn cái đồ xét này các em mở ra này nhìn nhá đây dữ liệu ebook store đây ebook store value từng cái một uhm. connection session đấy các cái nội dung ở đây rất là nhiều raw data này. Dữ liệu này, các cái dòng này, dòng 0 1 2 3 này. Đấy. Mình có thể xem dữ liệu đây mình biết là có dữ liệu. Đấy mình lấy về dòng từ 0 đến 15 như vậy đúng là có 16 bản ghi đấy. Đây này. Để mình đi được từng dòng một đây này. Đấy. Thì mình có thể đi qua từng bước như thế nhá. Từng bước một đây. RS cao. Đến đây mình nhìn cái biến RS cao sau qua cái dòng này này. RS cao. Từng dòng một Đấy thì ví dụ title là ông già này. Title tiếp là gì? QTI này. Các em nhìn thấy số lượng nó đây này. Số lượng nó thay đổi đây nhá. Đây này, QTI Prime này. Đấy. Từng cái một. Sau sau khi lần thứ hai tiếp tục nhìn nó đi từng dòng một đây này, đi đến dòng này, tiếp tục đi đến dòng này tiếp, tiếp tục đến dòng này tiếp. Đấy, số lượng nó thay đổi. Đấy. Tiếp theo nhá, cứ như vậy, cứ như vậy, Đấy, rô cao sẽ thay đổi và nội dung nó thay đổi. Thế bây giờ các em không muốn chạy như thế nữa. Các em step out ra ngoài. Đấy. Step out ra ngoài. Xem lên console này. Phải chạy xem. Đấy, kết quả. Đây, nội dung step out. Tức là có nghĩa là tôi không muốn đi bắt nữa. Tôi biết bắt rồi, tôi xong rồi, tôi hiểu rồi. Hoặc đơn giản là hết bắt rồi. Thì tôi in ra nội dung như thế này. Nha. Yeah. <laughs> ok, thì bây giờ các bạn... Uh... Uh, thử làm lại cho cô bài này trước kết nối các bước tuần tự thử xem là làm trong bao lâu nha làm đúng cái bài này cho cô trước thử xem kết nối đấy nha và <laughs> bạn nào ăn cơm thì uh, các em đi ăn đi sau đó quay lại